Ở cái bài 3 này thì là viết chương trình tạo sóng vuông có tần số 100 kHz trên chân P3.4 và sóng vuông có tần số 50 kHz trên chân P1.5. Chân P3.4 là chân tham mơ không, đầu vào của tham mơ không. Nếu mà coi nó là chân ino bình thường thì nó cũng như các cái chân khác thôi. Thì để tạo được cái delay, cái xung có tần số cao tới 100 kHz thì ta không thể nào mà sử dụng được timer hoặc là bất kỳ cái hàm delay nào, tại vì chỉ cần call vài lệnh ra là nó đã vượt quá cả số chu kỳ của xung đấy rồi. Cho nên là ta chỉ có thể dùng những cái lệnh mà có số chu kỳ máy xác định được này thôi. Thì ở đây ta có cái lệnh short sum, nó có mất 2 chu kỳ máy, tức là 2 microgiây. Lệnh nop, lệnh nop này là lệnh tạm dừng việc xử lý trong một chu kỳ máy này. Và cái lệnh CPL này cũng tốn một chu kỳ máy. Như vậy là ở đây mình đã viết được cái đoạn chương trình để tạo cái xung 100 kHz và 50 kHz. Nhưng mà hai cái chân này không phải là hai cái chân ở đầu bài đâu nhé. Các bạn có thể thay cái chân đấy vào cũng được. Thì bắt đầu là đảo bit của cái chân PA.0. Đây là chân có xung 50K nhé. Còn bên dưới này là xung 100K. Thì bắt đầu từ xung 100 kHz này. Đây là sau xung này là mất 1 chu kỳ máy rồi. 2 chu kỳ máy, 3 chu kỳ máy, 4 chu kỳ máy. Và để đảo được bit lại thì là 5 chu kỳ máy rồi. Như vậy là 5 chu kỳ máy, tức là sau đến đây là mất 5 microgiây rồi. Đúng không nhỉ? Xung 100 kHz thì có chu kỳ bằng mỡ gầy đúng không? Thì ở đây mình dùng cái lệnh đảo bit này thì mình phải chia nó ra thì còn 5. Tiếp tục này, 1, 2, 3, 4, 5. Thì bây giờ xuất hiện cái xung 50 kHz này, đúng không? Bây giờ thử ra máy hiện sóng nhé. Đây, cái màu vàng này là 50 kHz này, đúng 20 microgiây luôn. Cái màu xanh này là 100 kHz. Ở đây người ta không quan trọng độ rộng xung đâu nhé, cho nên là cái này rộng hơn cái này thì nó cũng là chuyện bình thường thôi. Miễn sao chu kỳ nó đúng là được. Thì đây đúng 10 microgiây luôn này. Đó. Bây giờ thử cái đồng hồ đo tần số này này. Đây là đồng hồ đo tần số đang nối vào chân 50 kHz này. Đó, đúng 50.000 Hz chưa? Tương tự nếu mà đo đây cũng thế này. Đợi cái animation simulator này nó nhảy được 1 giây nó mới hiện số. Đó, đúng 100 kHz nhá. Có lệch một chút thì cũng không sao đâu. Rồi, ok.